Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ test một cây sáo DG Đại Địch tông pha trầm gửi về An Giang. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào phụ kiện trước nhé. Chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn nhưng mà bằng tiếng Trung. Chúng ta sẽ có bao đựng này, một cái túi nhung màu trắng có hoa văn thổ cẩm. Tiếp theo là một cái ốp bảo vệ bằng dung, ốp dành riêng cho tông pha khá là to. Bên trong túi phụ kiện này thì có một cái cục a dao, một lọ bôi trơn khớp nối, một cái dây treo và hai gói màng dung. Thì bên mình sẽ tặng các bạn thêm một gói màng dung cũng như là thay cho các bạn cái dây treo khác, bởi vì cái dây treo này nó cũng không được đẹp cho lắm. Ok, đó là tất cả những phụ kiện mà sẽ được tặng kèm cây DG Đại Địch này. Cái DG Đại Địch này thì có giá là 1,5 triệu, 1,500,000, nói chung là mình thấy nó khá là ổn trong tầm giá. Tất nhiên là có những cái dòng nó vẫn rẻ hơn, khoảng gần quanh lại còn 1 triệu, nhưng mà chất lượng nó thì khá là kém. Đây, như cái này thì chất lượng nó khá ok và mình cũng đã nhập khá là nhiều lần rồi. Đây, ở hai đầu nó sẽ được bọc bằng sừng trâu. Cái này ở giữa thì chúng ta sẽ được thiết kế khớp kép. Đấy, bởi vì là cây sáo thì nó khá là dài, nếu mà chúng ta để nguyên thì nó sẽ rơi vào khoảng 80 phân. Thì khi mà chúng ta có khớp kép ở giữa này, chúng ta sẽ có thể rút gọn được khi di chuyển hoặc là bảo quản thì nó dễ hơn. Đấy. Mình sẽ test âm nhé. Đại địch thì nó sẽ lợi thế rất nhiều ở những cái giọng nốt trầm, bởi vì nốt trầm của nó rất là mạnh, rất là rèn. Tuy nhiên là bạn nào mới tập chơi thì khá là khó chơi cái cây này, bởi vì là nó sẽ tốn hơi hơn những cây DG thường rất nhiều và lỗ nó xa. Đấy, đây là dòng Đại Địch có thể nói là dễ chơi nhất, bởi vì là đây là tông pha, nó còn có tông mi, tông re, tông đô trầm nữa. Bây giờ mình sẽ khớp với beat của ca khúc Đáy Biển, một ca khúc rất là nhiều bạn thích và được sử dụng trên cây DG pha trầm này. Thank you.
Ok, các bạn có nhu cầu đặt hàng những sản phẩm đến từ Trung Quốc thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại Zalo 0971 889 836 hoặc truy cập 6chocdaoji.com nhé. Xin chào tất cả mọi người.